Mến chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Xương Rồng Môn Ma Thuật. Thì tuần này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số loại xương rồng mới trên kênh của mình nha. Thì đầu video mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại xương rồng mà có lẽ là khoảng tầm 2 tháng rồi mình mới có lại. Thì đó là xương rồng Echino cầu vòng ha các bạn, hay là còn gọi là Rainbow á. Thì Echino cầu vòng bữa nay thì mình cũng giới thiệu với các bạn đó là Echino cầu vòng gieo hạt nha các bạn. Và bữa nay thì mình mới tìm được một cái mã mà nó có một cái màu hồng xinh xắn như thế này. Thì Echino cầu vòng thì nói chung là nó có khá là nhiều loại các bạn. Có cái loại thì cái màu nó rất là nhạt và mình cảm thấy nó không có đẹp nên là mình không có nhập đó các bạn. Hôm nay thì cái lô này của mình nó có cái màu hồng rất là đẹp các bạn ha. Và cây gieo hạt nó đang ở cái mức size là nó to hơn mấy cái đợt trước mà mình chia sẻ các bạn. Thì size của nó là khoảng tầm 4cm các bạn, cao chiều cao của nó thì khoảng tầm 5-6cm một cây. Và mức giá mình chia sẻ vẫn là mức giá cũ thôi các bạn ha. Một mức giá rất là tốt, đó là 50.000 một cây Echino cầu vòng gieo hạt nha các bạn. Thì cái lô này của mình mới này các bạn khá là nhiều, bên mình cũng đã trồng ở đây rồi. Khi ship cây thì bên mình cũng sẽ nhổ nha các bạn, bởi vì Echino cầu vòng mà ship cả chậu thì nó cũng không an toàn đâu. Cây mọng nước, nói chung cây mọng nước mà các bạn, thì cái này cái loại này mình sẽ nhổ. 50.000 một cây nha các bạn. Thì cây đang rất là xinh nè các bạn nè, đẹp ở đây nè. Các bạn muốn lựa cây nào thì lựa nha các bạn. 50.000 là giá bao lựa luôn nha các bạn. Thì loại này lâu rồi bên mình mới có lại, thì bạn nào yêu thích cái dòng này thì các bạn có thể liên hệ với shop qua số điện thoại bên có phải màn hình để được đặt hàng nha. Một loại tiếp theo, nói chung là một loại xương rồng chơi hoa khá là đẹp và hot. Mình xin giới thiệu với các bạn đó là xương rồng Rebutia Carnivan nha các bạn. Thì Rebutia Carnivan lần này mình giới thiệu với các bạn đó là xương rồng Rebutia được nhập khẩu từ Thái Lan. Và nó sẽ có một cái mức size là khoảng tầm 5-6cm một bụi nha các bạn. Cái này là bụi trung gốc nè các bạn nè. Cây của nó thì nó sẽ thuộc dạng bụi mini và có nhiều con như thế này. Các bạn có thể tách cây, tách con để nhân giống, hoặc là các bạn có thể chơi bụi. Còn giá của một cái bụi Rebutia Carnivan này bên mình đang chia sẻ là 65.000 một cây nha các bạn. Cây nó sẽ như thế này. Và cái mẫu hoa của nó sẽ là một cái màu hồng, nói chung là một cái màu hồng khó tả lắm các bạn. Mình sẽ để cái mẫu hoa của cái cây này lên cho các bạn xem ha. Và đương nhiên những cái cây ở mức size này thì các bạn biết rồi là cây đang tuổi hoa. Và nói đến cái dòng xương rồng Rebutia thì các bạn biết rồi, nó sẽ khác với Lobby hoặc là Echino. Hoa của Rebutia khi mà cây nó đạt tuổi hoa thì nó khá là xiên hoa. Và hoa của Rebutia thì các bạn có thể chơi được khoảng tầm 2-3 ngày nha các bạn. Cái này thì mình chia sẻ với các bạn là về cái cách nhân giống của nó là tách con. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên để nguyên bụi nha các bạn. Bởi vì khi một cây xương rồng gieo hạt hoặc là tách con từ mẹ hạt á, nếu như các bạn để nguyên bụi thì giá trị của một cái cây nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và khi mà nở hoa thì nó sẽ có nhiều hoa trên một cây, nó sẽ đẹp hơn ha các bạn ha. Còn nếu như các bạn mua với mục đích nhân giống á, thì các bạn tách con ra và các bạn phải mất một thời gian chờ đợi để cây nó trổ bụi như thế này nha. Thì đây là một loại Rebutia mới mình giới thiệu ở trên kênh của mình, đó là Rebutia Carnivan nha các bạn. Một loại Rebutia khá là đẹp và một cái mức giá nói chung là khá là ok các bạn ha. Chỉ 65.000 một bụi to như thế này thì các bạn dự là cái loại này sẽ rất là nhanh hết khi mình lên video, nên là các bạn tranh thủ ha. Và cái loại này thì lâu lâu mình cũng mới nhập được các bạn. Thường thường thì mình sẽ có nhiều loại Rebu, nó sẽ nhiều hơn á, dễ kiếm hơn. Còn cái này đa số là mình nhập nó ở size nhỏ các bạn, nó hơi khó chịu, nên là cái size to như này giá tốt này thì các bạn tranh thủ nha. Các bạn mua thì các bạn nhắn tin cho số điện thoại bên góc màn hình giúp mình nhé. Loại Rebutia nữa mình sẽ giới thiệu luôn với các bạn, đó là Rebutia Carangiana, hay còn gọi là Rebutia hoa đỏ nha các bạn. Không biết là mình phát âm có đúng không nữa, mình nhớ không biết có sai không, sai các bạn thông cảm nha. Thì mình cứ nói là Rebutia hoa đỏ đi để các bạn dễ đặt. Thì cái mã này cũng là một mã xương rồng Rebutia được nhập khẩu từ Thái Lan. Với mức size là nó cũng xem với Carnivan này các bạn này, nó nhỏ hơn xíu thôi. Đây, nhưng mà cái form nó khác, nó nhìn có vẻ nhỏ các bạn ho, nhưng mà nó cũng chung một cái size chậu năm đó. Thì hoa đỏ này thì bên này mình còn 3 cây bên này nè các bạn này. 3 cây nhỏ bên này thì size nó khoảng tầm 3.5cm, thì 3 cây này sẽ là 55.000 nha các bạn.
55.000 là cây này nha các bạn. Còn cây bụi lớn bên này á, bụi mà khoảng tầm 5 cm á, thì bên này thì sẽ là 75.000 một bụi các bạn. À, cái mã hoa của cái loại Rebutia này thì các bạn, mình sẽ để bên góc màn hình cho các bạn coi ha. Hoa đỏ rất là đẹp. Cái loại này á, nó nở ra cái hoa của nó cũng to các bạn. Cái hoa nó to gì nè. À, nở tại vườn mình rồi, mình thấy khá là dễ thương. À, khi mà chụp hình lên á thì cũng nhiều bạn hỏi cái mã này để mua lắm. Đợt đó thì mình bán trên Facebook các bạn khá là nhiều. À, bữa nay thì mình sẽ đăng cái loại này trên YouTube thường xuyên để cho các cô chú anh chị yêu thích sân rồng và thích chơi hoa sân rồng thì có thể sở hữu nha. À, loại này 75.000. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu tiếp một cái loại Rebutia trong cái series Rebutia tuần này ha. Thì đó sẽ là Rebutia Sunrise. Thì Rebutia Sunrise bên mình thì cái bụi nó cũng dạng bụi mini các bạn ha. Là bụi của nó thì khoảng tầm 4 cm các bạn. À, các bạn lưu ý nha. Rebutia các bạn nhìn thấy cây nó bụi như vậy, à, có nghĩa là trên màn hình nhiều khi các bạn thấy nó to á, nhưng mà không to nha. À, Rebutia mà một cái bụi to khoảng tầm 7-8 cm thì giá nó sẽ khác, hoặc là bụi 10 cm thì giá nó sẽ khác, 12 cm giá sẽ khác. Ví dụ như là một cái bụi Canivan này mà 12 cm thì hồi xưa mình mua năm ngoái năm kia gì á, mình mua hình như 800 mấy các bạn. Khi mà chỗ bụi một bụi nó đang giá trị lắm các bạn. Nên là bên mình sẽ chia sẻ những cái cây mà nó dạng bụi tuổi hoa và ở cái mức độ trưởng thành dễ trồng để chia sẻ với các bạn ha. Thì Rebutia Sunrise, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là bụi nó sẽ như thế này và giá mình chia sẻ cũng là 55.000 một cây nha các bạn. Đây 55.000. Đây Sunrise. Đây là Rebutia hoa đỏ, còn đây là Rebutia Canivan các bạn ha. Các bạn nhìn thấy Canivan không? Các bạn nhìn thấy cái size của nó không? Thì đây là ba loại sân rồng Rebutia mình giới thiệu trên video này để các bạn sưu tầm ha. Các bạn yêu thích dòng sân rồng Rebutia thì các bạn có thể liên hệ với shop mình để đặt những cái loại này nha. Và tiếp theo thì sẽ là một loại Gymnocrest sưu tầm và mình giới thiệu với các bạn. Thì trên video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai loại crest. Đó là một loại Gymnocrest không lem thôi các bạn ha. Và một loại Gymnocrest lem. Thì như các bạn biết rồi, dòng crest lem thì nó đã mắc từ xưa tới giờ rồi các bạn ha. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn một cái mức giá dễ chấp nhận và đang rẻ hơn thị trường nha các bạn nha. Crest thì các bạn hiểu rồi, gieo ra crest nó đã khó rồi, xong rồi mà gieo ra crest lem thì càng khó hơn. Thì những cây crest ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn lần lượt từng cây ha. Nên là mình sẽ zoom cái cam lại để mình giới thiệu với các bạn. Mình sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn crest không lem trước ha. Thì crest không lem thì mình sẽ quay trên một khay như thế này nha các bạn ha. Một khay như thế này. Thì mình sẽ có ở đây là, nói chung là mình sẽ có vài chục cây đó các bạn. Đây, nhưng mà mình sẽ quay trên một cái khay này mình để giá sẵn. Nếu như mình bán hết hết những cây trên khay này thì mình sẽ soạn các bạn khay bên kia. Bởi vì ghi giá hết cái khay này thì nó cũng hơi lâu. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn đây là crest không lem. Thì ở đây là mình sẽ có cây crest không lem số 1, đó là 120 các bạn ha. Mình lưu ý size luôn, size của những cái chậu này là size 7 cm nha các bạn. Nên là những cái cây crest này nó sẽ rơi vào mức khoảng 5-6 cm nha các bạn nha. Cây crest số 1 sẽ là 120 để mình quay kỹ cho các bạn ha. Đây là cây crest số 1 là 120.000 nha các bạn. Cây crest số 2 cũng là 120.000. Qua cây crest số 3 và số 4 đây cũng 120.000 một cây nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Xuất sắc ha. Tới cây crest số 5 và số 6 lại không lem nha các bạn. Cũng 120.000 luôn. Thì cái khay crest không lem này á, thì nó sẽ từ cây số 1 cho tới cây số 6 là 120.000 đồng giá nha các bạn. Nhưng mà tới cây số 7, số 8 thì nó sẽ đặc biệt hơn. Cây số 8 và cây số 7 thì nó sẽ là 180.000 một cây ha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ khác ha. Đây, 180.000 một cây nha các bạn. Còn những cây bên này đây thì nó rẻ hơn nha các bạn. Thì các bạn ưng cái cây crest giá nào trên này thì các bạn nhắn mình. Nếu như mình bán cái cây đó rồi thì mình sẽ chụp cái cây tương tự cho các bạn, hoặc là mình sẽ tục chụp cái cây khác cho các bạn xem ha. Qua bên này thì sẽ có một cây 190.000. Thì các bạn nhìn thấy ha, nó sẽ có lem nhẹ. Nó sẽ có lem nhẹ. Đây, và nó có ngoại hình cuồn cuộn như thế này. Đây là 190 các bạn ha. Đây cây 180. Ba cây này sẽ là 180, 180 và 190 ha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ qua crest không lem, crest lem ha các bạn.
Cà rét lem thì ở trong cái khay này thì mình sẽ có cái mức giá dao động đó là từ 280 tới 450 một cây. Thì cái hàng số 1 đây các bạn này, cà rét lem thì nó sẽ có mức giá là 280, 350, 450. Thì mình sẽ xin phép là mình sẽ không nốt giá bằng quật lên trên cái màn hình nữa các bạn ha, bởi vì mình đã để giá đây nè. Để giá trên đây nè, các bạn thích các bạn chụp thôi, các bạn nói bên mình là bên mình sẽ bóc trúng cái cây đó. Qua bên đây thì mình sẽ có 300, 350 nè các bạn này. Bên đây thì mình sẽ có 300, 280, 250. Bên đây thì mình sẽ có cây 350 các bạn ha. Riêng cây này thì mình sẽ bán rẻ hơn, nó lem nhẹ. Cây này mình sẽ bán là 200. Một cây 200 thôi các bạn, lem một điểm. Thì đây nha các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là cái dàn cờ red lem và dàn cờ red không lem ha các bạn. Cờ red không lem thì nó sẽ có một cái giá mềm hơn, mềm hơn các bạn ha. Nói chung là mềm hơn nhiều. Còn cờ red lem thì các bạn, mình sẽ cho các bạn coi xem cái cây 450 này. Thì lý do cái cây này nó 450 là như này, nó lem đều hết như thế này các bạn ha. Cây này bước size của nó là khoảng tầm 6 cm, lem đều hết, và đặc biệt là nó có một cái màu lem đó là màu hồng nha các bạn. Nó sẽ có một cái màu lem màu hồng. Đây thì mình bóc lên nha. Đây nha các bạn. Đây các bạn. Đây. Đây lem màu hồng. Còn qua bên này thì có cây lem màu đỏ, màu vàng, màu cam. Nhưng đa số lem ở đây sẽ là lem màu đỏ, đỏ hồng hồng nha các bạn. Đỏ đỏ hồng hồng, rất là xinh. Thì cái dàn cờ red này nó sẽ có một cái mức giá không cố định. Nên là các bạn mua thì các bạn có thể nhắn shop, có thể chụp cụ thể cho các bạn xem ha. Khi chụp thì mình sẽ chụp rõ hơn để các bạn xem từng cây. Còn trên video thì mình sẽ quay như thế này nha các bạn. Bạn nào yêu thích dòng độc lạ và dị dị và sưu tầm cây chất lượng thì có thể sưu tầm loại này nha. Tiếp theo, một loại xương rồng lô phô mà mấy cái video trước mình lúc nào cũng cháy hàng các bạn. Thì bữa nay mình lại săn được rồi. Thì cái vườn Thái này á các bạn, cái giá nó rất là tốt các bạn. Rất là tốt. Và mình săn một cái cây bên này thì mình cảm thấy là rất là ok các bạn. Cây nó khá là đẹp luôn và size to nữa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp tục đó là xương rồng Lofo Frisi nha các bạn ha. Đây là Lofo Frisi Thái Lan hàng hạt nha các bạn. Và size của nó thì các bạn biết rồi, đây là cái chậu 7 cm. Cái cây của nó sẽ rơi, cái cây nhỏ nhất sẽ rơi khoảng tầm 4 cm các bạn ha. Còn cây to thì mình nghĩ là chắc phải tầm 6, gần 6 cm. Thì bên mình chia sẻ một cây xương rồng Lofo Frisi này với mức giá là 140.000 đến 180.000 một cây ha các bạn. Thì 140.000 thì nó sẽ là những cái cây nhỏ này, 180.000 là những cái cây to này. Và nó sẽ được chia ra cái hoa văn và cái họa tiết ở trên cái mặt cây nữa nha các bạn ha. Lofo này thì mình được seller họ cho thông tin là Lofo Frisi Oibo các bạn. Thì nó lớn á, thì nó sẽ có gòn nữa các bạn, nhìn xinh lắm. Nhưng mà mình thì mình hay gọi là Lofo Frisi. Một cái mức giá cực kỳ tốt để các bạn sở hữu một cây xương rồng Lofo với mức size này. Mình nói thiệt các bạn nhé, gieo một cây xương rồng Lofo ở mức size này chắc là hết cái thanh xuân luôn á các bạn. Mình gieo Lofo William C nè các bạn, nhìn nè, 3 năm tuổi nè các bạn. Hơn 3 năm tuổi đây, các bạn nhìn cái size này thấy không. Đây là Lofo William C nha, đây là Lofo Frisi. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn loại này ha. Một loại rất là hot, cây khá là to. Khá to các bạn, size này là size hoa nè, các bạn nhìn thấy hoa nó nở tàn không. Và hoa của Lofo Frisi thì mình cũng sẽ để bên góc phải màn hình cho các bạn xem ha. Thì để mình giải thích chỗ này. Riêng cái dòng Lofo khi mà các bạn nhận cây á, các bạn đừng có dùng móng tay các bạn bấm vô nha. Đó, không bấm, không có làm chày cái mặt cây, không có làm, nói chung không có tác động vật lý mạnh lên trên cái cây nha. Cái dòng này là nó mềm các bạn nha. Nó đến xương rồng Lofo là nó mềm, da nó mềm như da em bé này, các bạn nhìn thấy cưng không? Rất là cưng, nó là một loại xương rồng không gai, da mềm. Đó, khi các bạn nhận là mình sẽ nhổ và cây sẽ bị cắt nước. Thì nó sẽ mềm hơn như thế này nha các bạn. Và khi các về các bạn trồng lại thì nó sẽ căng. Ở đây các bạn nhìn thấy là nó đang căng mà mình bóp nó có hơi mềm mềm nha. Thì đó. Thì các bạn nhận hàng thì các bạn lưu ý nha. Chứ không phải một cây Lofo mà nó bị thúi, bị nhũn gì đâu. Tại vì có những bạn mới chơi xương rồng Lofo thì các bạn sẽ cảm thấy hơi hoang mang nếu như các bạn nhận được một cây xương rồng mà nó mềm như vậy. Thì cái chỗ này mình giải thích nha. Thì giá sẽ là từ 140.000 tới 180.000 một cây xương rồng Lofo Frisi nha các bạn. Đây nha. Bạn nào yêu thích dòng không gai thì các bạn có thể nhắn cho bên mình. Thì bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có xương rồng Lofo William C hàng gieo hạt đây các bạn ha. Nói tới William C thì các bạn biết rồi, trong các dòng Lofo thì William C nó cũng thật dạng mắc mắc các bạn. Thì bên mình gieo mà các bạn, bên mình gieo
Nên là sẽ có một cái mức giá tốt. Cái cây này là cái cây gì á, không không bán được, cây này là bị héo rồi, không biết cây gì, cây copy. Lofo William C bên mình hàng gieo hạt tại vườn các bạn ha, trên 3 năm tuổi, và mình sẽ chia sẻ một cây William C này với mức giá là 100 ngàn một cây nha các bạn. Size khoảng tầm 3 đến 3.5 cm. Đây nha các bạn ha. William C thì là một loại xương rồng nuôi cũ nên các bạn, nên là nó hơi chậm lớn nhưng mà cái form của nó cũng rất là cưng. Hàng gieo hạt nha các bạn, không phải hàng Trung Trung Quốc nha. Trung Quốc nhận mà nhập William C này về là hàng chơi thuốc hay thúi lắm. Và lớn giặt dẹo lắm chứ không có như hàng hạt chắc chắn đâu. Riêng dòng Lofo này thì các bạn cứ nên chơi hàng Thái hoặc là hàng gieo hạt tại Việt Nam nha. Thì đây mình sẽ có hai loại Lofo Fisty và William C nha các bạn. Bạn ưng loại nào thì các bạn nhắn tin cho shop để đặt nha. Loại mới tiếp theo mình giới thiệu với các bạn trên video này đó là Aster Kiko rùa ha các bạn. Hay còn gọi là Aster Mai rùa. Các bạn thấy cái lô này nó đẹp không? Đây là Aster Kiko rùa nha các bạn, hàng gieo hạt. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một mức giá cực kỳ tốt luôn. 65 tới 75 ngàn một cây nha các bạn. Thì vì sao mà nó sẽ có một cái mức giá như thế này? Các bạn biết không, mình không thể nào mà điền cái tác từng cây một được. Thì mình sẽ nói một cái mức giá khoảng, nhưng mà 65 tới 75 ngàn một cây thì các bạn thấy rồi. Một mức giá cực kỳ tốt để các bạn sở hữu một cái loại Aster rùa nha. Aster rùa này mình nhớ không nhầm là năm ngoái là trên 100 lận á. Năm nay thì giá sẽ ok hơn. Thì mình sẽ giải thích ở mức giá một chút cho các bạn. Cái cây mà cái mặt nó sẽ như thế này nè các bạn này. Những cây mặt nó sẽ đẹp và xuất sắc như thế này thì giá nó sẽ cao hơn những cái cây mà mặt cái ngấn của nó ít nha các bạn nha. Nhưng mà nó chỉ có trên nhau có 10 ngàn thôi các bạn. Thì các bạn muốn lựa cái nào thì các bạn lựa. Các bạn đặt thì các bạn kêu là lấy cho anh chị gì đó, cô chú gì đó một cây cây cô rùa 65, 75 gì đó nha. Thì bên mình sẽ lựa và chụp hình cho các bạn xem. Cây thì mình cũng ship và xả đất nha các bạn, và tỉ lệ cho các bạn xem. Size của một cây Aster Kiko rùa này nha các bạn. Aster nha, mình cứ lộn Aster hoài luôn á. Size của nó để mình xem. Cái chậu này là chậu 5 cm các bạn ha. Size của nó sẽ rơi khoảng tầm 4.5 tới 5 cm một cây nha các bạn. Mà đa số thì mình thấy tầm size 5 hết rồi. Đây nha các bạn ha. Cái hoa của cái loại này thì sẽ là màu vàng. Hoa của Aster thì các bạn biết ha, màu vàng. Hoa của Aster thì nó cũng khá là đẹp. Nhưng mà riêng cái dòng Kiko rùa này á thì mình chơi là mình sẽ chơi thiên về ngoại hình ha các bạn ha. Đây nè, các bạn nhìn thấy giống như cái mai rùa không? Hoặc là các bạn cứ cứ nói là Aster rùa là bên mình biết à. Và đặc biệt thì nó sẽ có những cái cây Kiko rùa mà đốm. Thì Kiko rùa đốm thì bên mình đang chia sẻ đó là 100.000 cây các bạn ha. Cái loại này nó ít lắm. Đây nè, 100.000 cây. Có vài cây thì nhớ các bạn ha, 100.000 một cây Kiko rùa đốm. Còn những cây khác là từ 65 tới 75.000 một cây ha các bạn. Thì cái lô này là lô hàng mới tiếp tục và mình giới thiệu với các bạn trên video này. Cũng lâu lắm rồi mình không giới thiệu về cái loại này. Và cũng có rất là nhiều bạn hỏi về những cây xương rồng không gai đẹp. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn nó là Kikoro nha các bạn nha. Các bạn yêu thích thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại của shop để bên góc màn hình. Số đó là số Zalo các bạn, hoặc các bạn có thể gọi điện để đặt hàng nha các bạn. Thì tiếp theo sẽ là Multi Đỏ. Multi Đỏ thì cách đây vài tuần thì mình có quay á các bạn. Và hot quá là hot. Nhiều cô chú anh chị hỏi quá, rất là những cái bạn mà thích xương rồng màu sắc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn lại nha, xương rồng Multi Đỏ. Với mức size của nó là sẽ rơi vào khoảng tầm 7 đến 8 cm một cây nha các bạn. Bạn nhìn nè. Đã chưa? Giá mình sẽ chia sẻ đó là 120.000 một cây thôi các bạn, vẫn giá cũ. 120.000 một cây. Bạn nhìn thấy màu đã không? Và con của nó này các bạn nhìn này, con của nó về các bạn có thể ngắt ra các bạn nhân. Nhìn quá đã ha các bạn ha. Multicolor thì các bạn biết rồi. Vào những cái thời kỳ mà đỉnh điểm của xương rồng Gimlem, một cây như này nó sẽ rơi vào mức giá vài triệu đồng. Thật sự là hồi đó mình không có tiền để mua những cây multi này để chơi luôn các bạn. Nhưng mà theo thời gian thì cái gì nó cũng sẽ xuống thôi. Xương rồng cũng thế, và multi, một loại xương rồng mà đình đám ngày xưa thì nó cũng không ngoại lệ các bạn. Nhưng mà bây giờ mình thấy những cái bạn chơi xương rồng vào thời gian bây giờ rất là, mình thấy là rất là may mắn luôn, bởi vì các bạn có thể sở hữu được những cái cây xương rồng đẹp tên tuổi và một cái mức giá rất là dễ chấp nhận nha các bạn. Thì đây là xương rồng multi đỏ nha các bạn, 120 ngàn một cây thôi. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại xương rồng mà ngày xưa là cũng gọi là mắt đình đám á các bạn. Nó ngày xưa chứ không xa đâu các bạn, 3 năm trước thôi. Một cây như vậy là phải vài triệu, 4 5 triệu một cây, đó là dòng Silamani ha các bạn ha. Silamani chứ không phải ly, Silamani. Mình sẽ để cái tên bên góc màn hình cho các bạn xem.
Các bạn đặt, các bạn chỉ cần nói là cây sila là được ha. Silamani này, với mức size của nó khoảng tầm 8-9cm một cây ha các bạn ha. Silamani mà ra bụi như này thì các bạn biết rồi, rất là đẹp. Bên mình đang chia sẻ một cây Silamani này với mức giá là 150.000 một cây thôi các bạn. Nó này chỉ mắc hơn Multi 30.000. Size của nó xem các bạn ha. Silamani này thì nhân giống một cách tách con cũng khá là ok ha các bạn. Các bạn về các bạn trồng, các bạn có thể nhân giống một cách tách con. Còn riêng Multi và Silamani thì ngày xưa là những cái loại xương rồng đình đám, nhưng mà cái loại Silamani này thì nó nổi tiếng phía sau, nổi sau Multi các bạn. Thì hồi đó mà đấu giá một cây xương rồng khoảng tầm 3cm đã là 500.000, 600.000 các bạn. Một cây xương rồng khoảng tầm 4cm mà dòng Sila thì khoảng là 800.000, 800.000 một cây. Đó, khủng khiếp đó các bạn. Thôi đó là mình cũng không dám mua luôn các bạn. Như bây giờ thì dễ rồi, mình cũng kiếm được vài cây mình chơi. Ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn lô này có 10 cây nha các bạn ha. Silamani 150.000 một cây. Nó có một cái màu các bạn này. Cái màu các bạn nhìn ảo không? Màu rất là ảo diệu, màu tự nhiên nha các bạn ha. Đây là cái dòng tên tuổi màu tự nhiên nha, không phải tạo màu từ Trung Quốc nha các bạn. Đây. Dòng này mà nắng và nóng ok là cái màu nó còn lên nữa nha các bạn. Thì các bạn yêu thích dòng này các bạn có thể nhắn tin cho shop mình để đặt ha. Hai dòng tên tuổi đó là Multi và Silamani ha các bạn. Và lâu rồi thì mình không giới thiệu với các bạn Gimno, mà cái loại mà hoa cốm và hoa mật các bạn ha. Thì Gimno hoa cốm hoa mật thì nó sẽ có một cái màu hoa khá là lạ nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là Gimno mà nó sẽ có màu hoa cốm và màu hoa mật. Thì nó sẽ ngẫu nhiên các bạn ha, hoặc là nó sẽ like với nhau. Màu của nó sẽ không phải là những cái màu thường là màu trắng, màu hồng các bạn, nó sẽ là màu mật hoặc là màu cốm xanh á. Thì khá là xinh. Và những cái cây xương rồng hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là những cái cây xương rồng gieo hạt nha các bạn. Size của nó khoảng tầm 6-7cm, nhưng mình thấy đa phần là 7cm. Tại vì những cây này mình nuôi dưỡng tại vườn khá là lâu rồi các bạn, mình trồng lâu rồi mà bữa giờ mình cũng quên quay. Đây nha các bạn, nó sẽ như này. Đây, cây khá là xinh nha các bạn ha. Mập mạp, dễ thương, khỏe, đang tuổi hoa. Và cái mẫu hoa nở tại vườn mình rồi thì mình sẽ để lên màn hình cho các bạn xem nha. Khá là hấp dẫn. Và giá mình chia sẻ một cây này là chỉ 50.000 thôi nha các bạn. 50.000 là một cây ghim mật này, là với cây ghim hoa cốm này rất là rẻ nha các bạn. Rẻ lắm đó. Nên là nếu như các bạn yêu thích dòng ghim mà hoa lạ thì các bạn có thể sưu tầm dòng ghim hoa mật này nha. Chỉ 50.000 một cây thôi nha các bạn. Loại crest tiếp theo nhân giống bằng các nhánh nha các bạn. Loại này thì bên vườn mình cũng đã bán nhiều rồi, nhưng mà bữa nay là mình nhập cái loại đó, là cái form của nó to nha các bạn, cái size của nó sẽ là size to. Bởi vì cũng có nhiều bạn hỏi muốn mua cây to nên là mình đã nhập size to. Đây các bạn, cái chậu này là chậu 9cm mà cây nó muốn vượt cái chậu 9cm thì cây size nó sẽ nằm khoảng tầm 9-10cm một cây ha các bạn. Các bạn cứ gọi là cây xương rồng vàng xanh để các bạn dễ đặt. Còn tên của nó là Pachanoi Crest Va các bạn ha. Thì cái tên đọc nhiều khi cũng thấy mỏi miệng quá, mình đọc mình cũng thấy mỏi nữa thì đặt hàng nó sẽ khó lắm. Pachanoi Crest Va hay các bạn đặt là cứ kêu là xương rồng vàng xanh nha. Giá mình đang chia sẻ một cây đó là 160.000. Một mức giá tốt nha các bạn, một mức giá rất là tốt, 160 thôi các bạn nha. Đợt trước là cây nhỏ và đã 120 rồi, thì đây 160 là một mức giá rất là dễ sưu tầm. Thì các bạn lưu ý là cây này sẽ là cây cây nhân giống bằng cách người ta chẻ nhánh ở trong một cái cây lớn các bạn, để ra những cái cây như thế này. Nên là cái gốc của nó sẽ có một cái vết cắt thì các bạn thấy rất là bình thường nha. Và nếu như mà các bạn mua thì bên mình sẽ bôi thêm kích rễ cho các bạn nếu như các bạn muốn. Những cái dòng này không cần bôi kích rễ nó cũng dễ lên, nhưng mà đa số những cây tắc nhánh thì bên mình hay bôi kích rễ miễn phí cho khách lắm. Nếu như các bạn cần bôi kích rễ thì bên mình sẽ bôi nha. Cái thuốc kích rễ thì các bạn biết rồi, bên mình dùng thuốc kích rễ của Thái Lan, cái loại màu xanh ấy, thì mình sẽ bôi lên cho các bạn nha. Thì đây là Pachanoi Crest Va nha các bạn. Size 9-10cm một cây. Giá đồng giá là 160.000. Thì ở trên YouTube lúc nào mình cũng sẽ để một cái mức giá đồng giá để cho các bạn lựa nó dễ. Còn thực ra mà xương rồng á các bạn mà bán á thì sẽ chia theo form, sẽ có mức giá khác nhau. Nhưng mà đây mình sẽ để một cái mức giá thấp nhất để chia sẻ các bạn ha. Nên các bạn yêu thích dòng này thì các bạn có thể mua thêm dòng này để sưu tầm nha các bạn. Loại xương rồng tiếp theo có ngoại hình đặc sắc rất đáng sưu tầm mình giới thiệu với các bạn đó là xương rồng Mytilo Crest nha các bạn. Thì Mytilo này nó là một loại xương rồng phải nói là khỏe, dễ trồng, có thể trồng phun nắng phun mưa. Và hôm nay mình giới thiệu với các bạn là những cây Mytilo Crest rất là đẹp ở đây nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái độ crest của nó đều không?
Đây nha các bạn. Thì bên mình đang chia sẻ một cây sừng rồng Mytiller Crest với mức size là khoảng size của nó mình đang nghĩ là khoảng tầm 9 đến 10 cm, có những cây hơn 10 cm nha các bạn. Những cây này chắc chắn là hơn 10 rồi, nhưng cây mình đang cầm đây là phải 10 cm nè các bạn nha. Chỉ 60.000 một cây thôi nha các bạn. 60.000 một cây. Thì Mytiller Crest là một loại sừng rồng, nó có một cái ngoại hình lạ. Nó dạng giống như là các bạn nhìn thấy, giống như là những cái dãy núi. Nó giống như là những cái dãy núi á các bạn. Thì khi mình trồng trong một cái chậu sừng rồng mà các bạn để có tiểu cảnh thì nó cực kỳ đẹp, hoặc các bạn có thể trồng trơn giống như mình đang để như thế này. Thì thường mình thấy những tay chơi sừng rồng thì hay trồng vô một cái chậu tròn và để một cái tượng Phật ở dưới đây, hoặc là tượng cái tượng gì đó các bạn yêu thích á. Nhìn rất là hay nha các bạn ha. Thì Mytiller Crest này là một loại sừng rồng khá là khỏe nha các bạn. Khỏe. Các bạn trồng càng lâu thì nó càng đẹp, nó sẽ có cái độ uốn lượn càng nhiều hơn các bạn. Và nó có một cái màu da dạng như màu cẩm thạch đó các bạn, có nhìn thấy không? Đây nè, cái màu da rất là đẹp. Chỉ 60.000 một cây thôi nha các bạn. Rất đẹp nha. Các bạn có thể sưu tầm vài cây, vài bụi về để trang trí làm background cho cái vườn sừng rồng của mình. Là nói chung là một cái ý tưởng khá là hay ho. Nên là loại này cũng là một loại đáng để sưu tầm. Mình thì mình có chơi qua nhiều dòng sừng rồng mắc tiền này nọ, nhưng mà mình vẫn yêu thích cái loại này và mình cũng đã decor một cây phía trong vườn kia của mình các bạn. Decor và để một cái tượng Phật. Mình thì mình rất là thích những cái tượng Phật nên là mình hay decor những cái tượng Phật ở những cái gốc cây, nhìn nó khá là yên tĩnh, an lành ha các bạn ha. Thì đây cũng là một ý tưởng để các bạn trồng sừng rồng decor nha các bạn nha. Và cái loại này thì các bạn trồng phun nắng phun mưa luôn, khá là dễ trồng nha các bạn, ít sâu bệnh. Chỉ 60.000 một cây thôi nha các bạn. Sừng rồng Mytiller Crest, hoặc là các bạn cứ nói là cái cây sừng rồng nó giống như cái dãy núi gì đó là bên mình biết à. Nhiều cô chú anh chị không có đọc được từ quốc tế nên là nó khó đặt. Cứ nói là cái cây uốn lượn xanh xanh, nó cây giống cái quả núi đó là bên mình biết nha. Lúc nào cũng sẽ tìm một cái từ gì đó để nhiều khi cô chú anh chị gọi điện hoặc là mua hàng để soạn những cái cây sừng rồng đúng ý các bạn. Theo mình giới thiệu với các bạn là một loại củ chơi lá. Củ này thì mình sẽ để cái tên khoa học bên góc màn hình nha các bạn. Và mình sẽ nói cái cây này là cây củ lông nha các bạn. Mình hay đăng trên Facebook và mình nói đùa đó là củ lông heo. Mấy bạn khách của mình nói là cây đẹp vậy mà nó dám nói là củ lông heo. Nhưng mà mình nói vậy cho nó dễ nhớ, bởi cái tên của nó đọc nó cũng hơi mỏi miệng. Thì đây sẽ là củ lá gì nãy mình nói gì, củ lông lá, lá lông gì mình quên rồi. 90.000 một cây nha các bạn, một cái loại củ chơi lá đây nha các bạn ha, củ lông nha các bạn. Cái lá của nó sẽ là cái lông như thế này, và loại này có hoa nữa các bạn. Thì trồng càng lớn thì cái củ này này các bạn, cái củ nó sẽ úp size lên, nó sẽ úp size củ lên và cây trưởng thành thì nó sẽ có hoa màu đỏ rất là đẹp. Và khi mình ship cái loại này cho các bạn á, thì mình cũng sẽ ship nguyên chậu để cây nó không có bị héo hay là lá nó không có bị hư để các bạn chơi nha. 90.000 một cây nha các bạn. Loại này thì cũng khá là hot. Đây các bạn nè, mình có mỗi chậu ở đây thôi nha các bạn. Các bạn thích thì các bạn có thể mua thêm loại này về để sưu tầm nha các bạn. Có một cái nè, khi mà các bạn trồng cái lá của nó già quá thì các bạn có thể bấm đi. Các bạn có thể bấm cái lá đi, nó sẽ ra những cái lá non nha các bạn, ra những cái lá non. Mà cái dòng này lá non nó ra nhìn cute lắm, nhìn xinh lắm. Nên là nhiều khi các bạn trồng thấy cây to, cái lá to rồi các bạn sẽ không thích nữa, thì các bạn có thể bấm bớt đi để cho ra những cái lá con cho nó xinh nha. Loại này khá là dễ trồng nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ có sừng rồng bạch tuộc ha các bạn. Đây, lâu rồi mình không giới thiệu với các bạn Euphorbia bạch tuộc nha. Euphorbia bạch tuộc, các bạn nhìn xinh không? Đây, 50.000 một cây nha các bạn. Thì nó sẽ là dạng chùm như thế này. Đó, khi mà các bạn về các bạn yêu thích cái loại mà có màu xanh mà lại lạ thế này thì các bạn cũng có thể sưu tầm một cây sừng rồng Euphorbia bạch tuộc. Nói tới dòng Euphorbia thì cũng có nhiều bạn không biết là nó là cái dòng mà khi mà các bạn ngắt nhánh hoặc là bị chầy nó sẽ ra một cái mũ trong như màu nước gạo, thì đó là bình thường nha. Tại vì dòng đó là dòng mũ đục chứ không phải là dòng mũ trong như những cái loại này là mũ trong. Mũ đục thì cái nhựa của nó chảy ra nó sẽ là trong như màu nước gạo nên các bạn thấy là bình thường ha. Thì đây là Euphorbia bạch tuộc nha các bạn, hay còn gọi là cái gì ta, Medusa cái gì đó mình quên mất rồi, mình cứ nói là bạch tuộc cho anh dễ đặt. 50.000 một cây ha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ có thêm Euphorbia. Nói chung là cái này thì cũng vài tháng trước rồi, nhưng mà dạo này thì đang hot lại, mình sẽ quay Euphorbia dicari. Dicari này thì nó sẽ có cái lá như thế này nha các bạn.
Đây, cái lá của nó sẽ nhăn nhăn và nhìn nó nhìn như đồ giả các bạn, nhìn y như đồ giả luôn. 70 ngàn một cây luôn nha các bạn. Thì cái lá nó vàng như vậy là không phải là nó bị héo nha các bạn. Riêng cái dòng Euphorbia dicari này, khi mà thời tiết thay đổi nó sẽ thay đổi màu lá luôn nha các bạn nha. Thì dạo này trên Bume mình bắt đầu là trở gió và khí hậu nó bắt đầu lạnh lạnh đó các bạn, nên xương rồng và lá nó có lên màu. Chỉ có kim lem là đang bắt đầu lên thôi chứ chưa lên mấy, còn mấy loại khác bắt đầu lên nè các bạn. Đây các bạn ha, có khi các bạn sẽ thấy cái lá này nó chuyển sang màu tím nha các bạn nha. Xinh lắm nếu như mà hơi khô khô. Nhưng mà theo mình thì trồng cây nó sẽ có màu xanh tươi tươi tí, khô quá mình không thích nên là mình hay tưới lắm. Mình tưới cho những cái cây Eupho này cho nó tươi. 70 ngàn một cây nha các bạn. Một loại tiếp theo đó là mình sẽ có là Euphorbia Gabizan. Nó cũng nhiều bạn hay gọi là Japonica các bạn. Thì cái này là sẽ là Euphorbia Gabizan. Có được mình hướng dẫn cho các cô chú anh chị mà đặt hàng là kêu là cây xương rồng, cái cây xương rồng mà nó nhiều nhánh, nó có cái lá nhỏ là bên mình biết. Chứ còn nó là Euphorbia Gabizan thì nhiều bạn không đọc, không đặt được. Thì nha các bạn, vẫn giá cũ 70 ngàn một cây, mà các bạn nhìn thấy cây bên mình không? Nó mướt rượt nè các bạn, nó rất là mướt. Đây nha, nó sẽ như thế này. Khi thiếp thì mình nhổ lên, mình làm sạch rễ, mình gói lại cho các bạn về, các bạn trồng xuống. 2 tuần sau cây lại mướt mát như thế này nha, cái dòng này khỏe lắm. Đây nha các bạn, thì sẽ có Euphorbia Gabizan và Euphorbia Dicori và Euphorbia Bạch Tuộc. Giá thì mình đã báo rồi, thì các bạn yêu thích loại này thì các bạn thêm có thể nhắn tin cho bên mình ha. Tiếp theo thì mình sẽ có xương rồng não cú Crest nha các bạn. Mình hay gọi là não cú á, hay còn gọi là cú Crest đó các bạn. Crest tức là cái form của nó sẽ uốn lượn giống như bộ não này nè các bạn này, nên là nhiều bạn nói là não. Nhưng mà đây không phải là cái loại não phổ thông bình thường mà mấy chục ngàn nha các bạn ha. Đây là mami cú á các bạn, nó sẽ có ngoại hình Crest. Bữa nay thì mình sẽ có một cái mức giá rất là tốt cho các bạn. 65 ngàn một cây với mức size khoảng tầm 6-7cm các bạn ha. Thì ở đây là các bạn nhìn nè, cây cứng cáp không? Nhập khẩu Thái Lan luôn nha các bạn này. Nó không phải là có gai mà nó cứ mịn mịn như vậy nè. Sờ vô rất là dễ thương và cái loại này nó khá là nhanh lớn. Đây ha các bạn. Mình sẽ có rất là nhiều cây ở đây. Hàng Thái Lan mới mà các bạn. Đây. Các bạn ưng lựa cây nào thì các bạn lựa ha. Mình sẽ quay như thế này. Hoặc là các bạn có thể nói theo cái ý thích của mình. Đây nha các bạn, cây nào nó cũng đẹp hết, mỗi cây nó sẽ có một vẻ khác nhau. Thì đây là cú Crest nha các bạn. 65 ngàn một cây thôi. Rất là xinh lên nha các bạn nha. Cái này thì các bạn về các bạn có thể decor vô trong một cái chậu hình tròn hoặc là cái chậu đầu cú tí nha các bạn, khá là xinh. Nói đến Crest thì nó bây giờ nó ra khá là đa dạng nha các bạn. Xương rồng Crest bây giờ thì phải nói là cực kỳ đa dạng ha các bạn ha. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại xương rồng, đó là Echino nữ hoàng bóng đêm. Đây, nữ hoàng bóng đêm. Các bạn có nhớ là video trước mình có sale mấy cây nữ hoàng bóng đêm mà nó hơi bị mất form một tí á các bạn. Đây các bạn, hạt này. Đó, hạt này, hạt chín nè, chưa kịp thu luôn. Rải đây cho nó lên luôn, đó. Thì Echino nữ hoàng bóng đêm, và đây là mình sẽ là Echino dạng bụi mini. Da của nó đen chuẩn màu của Echino nữ hoàng bóng đêm luôn nha các bạn. Để mình bóc một cây lên mình quay cho các bạn xem. Đây nha các bạn, Echino nữ hoàng bóng đêm, da của nó đen và cái hoa của nó nở vào ban đêm màu trắng rất là đẹp nha các bạn. Hoa của nó sẽ một cái vòi cao lên. Cái mẫu hoa thì mình sẽ để lên màn hình cho các bạn xem. Giá mình đang chia sẻ một cây Echino nữ hoàng bóng đêm đẹp như thế này, 35 ngàn nha các bạn. Khi ship thì cũng sẽ xả đất. Thì các bạn lưu ý là cây bên mình thì đi ship là xả đất 100% đó các bạn. Xả đất 100%. Về tỉ rễ các bạn trồng lại sẽ rất là phát. Bạn nào mà muốn mua thêm đất, thêm chậu thì bên mình cũng có nha. Thì trên video ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn một số loại xương rồng mới. Nói chung là mới và hot tại vườn mình nha các bạn. Các bạn muốn sưu tầm loại nào thì các bạn có thể nhắn tin cho bên shop mình bằng số điện thoại bên góc màn hình, hoặc là các bạn có thể gọi trực tiếp nếu như các bạn không sử dụng mạng xã hội nha. Nhưng mà như các bạn và các cô chú anh chị đã biết rồi thì bên mình trước giờ bán hàng rất là uy tín ha. Nếu như các bạn nhận cây, cây có vấn đề hư hỏng, thúi hay như thế nào đó trong quá trình vận chuyển, khi các bạn nhận tới tay các bạn khui ra, các bạn có thể phản hồi lại cho shop, shop sẽ bù lại cho các bạn một cây mới nha, và gửi lại cho các bạn không phải trả một cái chi phí nào khi mà bên mình gửi lại cho các bạn, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Cây các bạn chọn cây nào thì bên mình sẽ gửi cây đó cho các bạn nha. Và các bạn lưu ý là khi mà bên mình chia sẻ về xương rồng thì bên mình có nói sai cụ thể nha các bạn. Thì bởi vì cây gieo hạt nè, cây cá tách con nè, thì và những cái loại cây nó sẽ có những cái giống cây, giống và cái size sinh trưởng của nó khác nhau.
Nên là cây nó sẽ có mức size, và khi mình chia sẻ một cây sơn rồng thì mình đều nói về cái size của cây. Nên là cô chú anh chị, nếu như mà mua và ủng hộ sơn rồng bên mình thì để ý giúp mình cái size nha. Bởi vì cũng có nhiều cây cái giống nó nhỏ và có nhiều cây cái giống nó lớn. Nên là nhiều khi là nhìn trên màn hình TV, màn hình 42 inch thì thấy nó rất là to, hoặc là màn hình điện thoại thì cây nó to, nhưng mà thực tế thì cái giống sơn rồng đó, size của nó là như vậy. Chứ bên mình là không có nói thêm nói bớt gì cả. Thì mình xin phép được tạm dừng video của mình ở đây, và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn trên kênh YouTube của mình vào 6:30 và chủ nhật hàng tuần nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh YouTube của mình.